cảm người ta đến với channel của mình. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với channel thì mình là Trung KP, mình là một ảo thuật gia chuyên nghiệp và rất là vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào 8 giờ tối thứ bảy hàng tuần trong cái chuỗi series hướng dẫn 3 màn ảo thuật mà mình đã công bố cho tất cả mọi người trong khoảng thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay chính là cái episode thứ 8 mình dành đến cho tất cả mọi người. Mong là mọi người sẽ luyện tập thành công những cái màn ảo thuật mà mình giới thiệu đến cho tất cả mọi người trong ngày hôm nay nhé. Và như những cái episode trước đó Trung đã chia sẻ cho tất cả mọi người, đó là kể từ bây giờ trở đi, bất kỳ một video nào mà Trung đăng tải, mọi người đều có thể thể hiện sự yêu quý và tình cảm của mọi người dành đến cho mình bằng cách mọi người hãy ấn vào cái nút cảm ơn ở phía dưới bất kỳ một video mà mình đăng tải. Ở dưới đó nó sẽ có rất là nhiều cấp bậc để mọi người thể hiện tình cảm của mọi người dành đến cho Trung KP, cũng như là sự ủng hộ của mọi người dành đến cho mình để mình có thêm thật nhiều nguồn lực và động lực để có thể làm ra nhiều video hay và chất lượng hơn dành đến cho tất cả mọi người nhé. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến phần video hướng dẫn của ngày hôm nay nào, và đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào mình cho ra mắt trong khoảng thời gian sắp tới nhé. Và mình là Trung KP, let's go. Và để thực hiện màn ảo thuật này, mọi người sẽ chuẩn bị giúp Trung một cái tờ giấy ăn vuông cỡ to như vậy nhé, và một cái bút chì. Ok, và đây chính là cách thực hiện. Mọi người sẽ cầm ở góc tờ giấy như vậy, và chúng ta sẽ đặt cho cái cây bút chì nó vào giữa của tờ giấy như này. Đó, phủ nó lên cây bút chì. Khi mà mọi người phủ tờ giấy lên đầu của cái cây bút chì thì ngay lập tức lúc đấy mọi người phải thật là nhanh, sử dụng tay trái của chúng ta ở bên dưới này. Chúng ta sẽ đẩy cho cái phần đầu cái bút chì nó đi về đằng sau tờ giấy và lại đặt cho nó trở về vị trí ban đầu như này. Và sử dụng tay giữ lấy cái đầu bút chì như vậy. Rồi sau đó ở bên dưới chúng ta sẽ đẩy, giả vờ cho người ta nhìn rằng mình đâm thủng cây bút chì này xuyên qua tờ giấy, nhưng thực ra là nó đã nằm ngoài tờ giấy rồi. Ok, và sau đó chúng ta chỉ cần giả vờ rút cho cái bút chì nó đi ra ngoài và giả vờ phù phép và đưa cho khán giả kiểm tra tờ giấy. Và khi mà khán giả xem ở cái góc đằng trước thì mọi người không thể nào phát hiện được là chúng đã đưa cây bút chì ra từ lúc nào, đúng không? Và 1, 2, 3 xuyên qua tờ giấy và rút nó ra, thổi và làm liền tờ giấy lại. Và đây chính là cái bí mật của màn ảo thuật. Mọi người sẽ biến mất, nhưng mà thực ra nó được giấu ở bên trong tay của Trung như vậy. Ok, và sau đó Trung bảo Trung làm xuất hiện trở lại thì Trung che tay đi và đẩy cho cái bút chì nó đi ra như vậy. Và đây chính là cái cách thực hiện này. Khi mà chúng ta diễn này, chúng ta sẽ để cái ngón trỏ và cái ngón giữa vào đây, đặt cái ngón cái ở đằng sau để làm trụ này. Sau đó này, hai tay chúng ta cầm hai đầu của cây bút y chang nhau nhé. Nhưng mà khi mà chúng ta giả vờ chúng ta lắc nhẹ tay một cái thì chỉ có một tay chúng ta thu cây bút lại thôi, thu cái phần đầu cây bút lại bằng cái ngón giữa. Đây là Trung đang sử dụng tay phải mà dùng ngón giữa này thu nó đi về như này. Nó sẽ được nằm khuất và được che đi bởi cái bàn tay của chúng ta ở phía đằng trước như vậy. 1, 2, 3, lắc một cái này, đó, biến mất này. Và sau đó làm xuất hiện trở lại này, dùng tay trái, tay còn lại này che cái phần tay ở đây đi. Đó, và đẩy cho cái bút nó xuất hiện ra. Đó, kéo tay ra như vậy. Bây giờ này, tôi sẽ có một cái bút này, lắc nhẹ tay một cái thì nó sẽ biến mất như vậy và làm cho nó xuất hiện trở lại. Người sẽ chuẩn bị giúp Trung một đồng chip và một cây bút. Một cây bút miễn sao nó có nắp là được. Thật ra là cái đồng chip này thì nó cũng khó kiếm, vậy nên là nếu như mọi người không có đồng chip thì mọi người có thể kiếm ở trong nhà một cái đồng xu bất kỳ để diễn với cái màn ảo thuật này nhé. Mình có thể thay thế bằng đồng xu vẫn ok, vẫn ổn. Với cái phần trình diễn của mình đó chính là mình sẽ rút cái nắp này ra, đúng không? Và mình lắc một cái thì cái đồng chip nó chui từ trong cái nắp này nó xuất hiện ra ngoài. Thì thật ra đấy chỉ là ảo ảnh thôi. Và đây chính là cái bí mật của màn ảo thuật này. Mọi người sẽ giấu cho cái đồng chip này nó nằm ở bên trong ngón tay của chúng ta. Và nếu như mà Trung giơ cái tay của Trung như này thì mọi người sẽ thấy được là cái đồng chip nó đang được giấu bên trong tay của Trung, đúng không? Nhưng mà khi mà Trung để nó như này thì mọi người sẽ không nhìn thấy được cái đồng chip của Trung nó đang nằm ở bên trong tay của Trung, bởi vì nó được che khuất bởi cái ngón trỏ và cái ngón cái của mình rồi. Và đó chính là bí mật, và đây chính là cách thực hiện nhé. Mọi người sẽ để cái đồng chip nó được nằm khuất ở hai cái ngón tay là ngón trỏ và ngón cái, giữ nó thật chặt như vậy, ok? Và sau đó chúng ta chỉ việc cầm lấy cái cây bút như này, đó, như thế này thì nó sẽ được che lấp hoàn toàn bởi cây bút và những ngón tay của chúng ta. Và khi diễn chúng ta sẽ sử dụng cái ngón cái và cái ngón trỏ đang giữ cái đồng xu này. Chúng ta sẽ nhẹ nhàng khéo léo chúng ta cầm lấy cái phần đầu của cái nắp bút như này. Còn cái cây bút này mọi người sẽ để ra ngoài nhé, để ra mặt bàn được, miễn sao để cho cái tay còn lại chúng ta nó trống trơn và nó thật là thoải mái. Khi mà mọi người thực hiện đến cái công đoạn này thì đây là cái bước cuối cùng. Mọi người sẽ để tay ở bên dưới để hứng cái đồng xu, cái đồng chip của chúng ta
Và đơn giản lúc này chúng ta chỉ cần lắc tay một cái, và cái phía ở bên dưới chúng ta thả lỏng cái ngón tay để cho cái đồng chip này nó rơi xuống này. Đó, rơi xuống một cái đó, thì nó giống như là làm xuất hiện ra đồng xu từ bên trong cái nắp bút. Sau đó đưa cho khán giả kiểm tra đồng chip hoặc là đồng xu mọi người có tại nhà và cái nắp bút. Chúc mọi người luyện tập thành công với cái màn ảo thuật này. Cảm ơn tất cả mọi người đã đi cùng mình hết cái episode thứ 8 này. Và ngay bây giờ mình phải kết thúc cái video này ngay tại đây rồi. Mình là Trung KV. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace.